Rồi, mình xin chào cả nhà nha. Lời nói đầu tiên, chúc sức khỏe cả nhà, hạnh phúc trong cuộc sống. Và cũng không quên, cảm ơn cả nhà đã đăng ký kênh ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nha. Hôm nay mình với anh Giá, với anh Lợi, anh Tư Sơn Bắc đi bẫy chuột dừa ở chỗ khu vực cái này, chỗ nào anh Tư? Khu vực Hàng Me. Anh Tư dính được 3 con rồi nè cả nhà. Vô nữa các bạn ơi. Vô nữa rồi. Ngon lành canh đào rồi. Bà dế á. Vậy dính nè anh Tư. Hôm nay trúng mánh rồi nghe anh Tư ơi. Mình đi qua bên anh Giá kìa, anh Giá dính nhóc hết trơn rồi cả nhà ơi. Anh Giá mới được nhiều con nữa nè. Anh Giá đi dính nửa rồi nè. Dính con rồi cả nhà ơi. Hy vọng là bữa nay không có thắt giống như bữa hổm nữa nha. Anh Giá mới được con rồi nè, anh Tư sẽ bắt được 3 con rồi. Đây dính con rồi cả nhà. Bự luôn á. Con bự luôn. Gì đó hả? À đẳng anh còn gài nữa đó hả? Mấy cái rồi anh Tư? Mấy cái dạ. Hôm nay lấy vốn lại bữa hôm qua, hôm kia đi. Hôm qua hôm kia thất thu rồi. Hôm nay kiếm cỡ 2 tối nay kiếm cỡ 2 kg nữa. Bữa hôm mình sao anh Giá thất thu buồn không? Buồn gì? Bữa chúng bữa thất thôi. Bữa chúng bữa thất thôi ngày bà cậu mà phải không? Có nhiều ăn nhiều. Rồi, dài lợi. Cái dừa này cũng khá cao đó nha anh Giá ơi. Dừa này có cao không? Cao không à. Đó. Thành quả có tiếp tục nữa này. Tiếp tục là có thành quả này. Đem xuống ngon lành này. Hồi nãy bên anh Tư dính cũng nhiều, dính thêm 2 con nữa mà chỗ đó chó sủa quá anh Giá. Ngon kẹt cái đuôi luôn vậy, chú kẹt trứng quá. Ôi nè, trứng bự quá. Vô liền. Để màu dư vô cho nó ăn luôn. Nhà nhỏ ngon lắm. Ngay chỗ đằng kia đó hả? Nhà ở trong hàng rào. Ủa rồi đi lòn vô qua bên đó được không ta? Kêu mà kêu không? Chú cũng kêu vô gại mà ừ, mà giờ không kêu gại, không cửa, không. Ủa mày mà bữa hồi chiều anh có nói chú là thay vô thăm không? Không biết lại đâu, lại hỏi hả? Không kêu lại vô để trước hả? Không, mình liên hệ với chú mà vô thăm cái vườn nó ngon lắm mà. Cái bẹ nó cao mà gài lên hơi cực. Sáng là dính nữa. Bữa hổm mấy sáng mình không có đi theo anh Giá. Người anh Giá với anh Lợi thăm dính thêm 20 mấy con nữa. Là tối đó, tối bữa đó có hồi tối mười mấy 14 con, sáng lại dính thêm 22 con nữa. Tại vì chúng thắt buổi tối, chúng buổi sáng. Rồi sáng mình ở nhà đó, rồi mình không có đi theo. Rồi hôm gài mình cũng không có đặt chuột dừa luôn. Mình thấy mấy anh em đặt mình cũng vô mình hết trơn luôn à. Mà mình không gài mình bận công chuyện. 4 ngày nay mình bận công chuyện, mình không có đi theo. Không có đi theo gài được. Anh Tư dính được 6 con này cái nhà ơi. Đặt lại gì anh lại? Ồ, 6 con bự không nè. 5, 6. 6 chú. Chào bá. Ngon lành nha.
8 cũng không có vừa. Gì đó hả? Ngọn lành. Đâu. À, đặt lại kìa. Đặt lại thôi. Hay dính này đặt lại nè. Hy vọng là bữa nay không có thắt chống như bữa hổm nữa nha. Hổm chết luôn sao? À. Phát kỷ lực cái giới luôn á. Má kỷ lực luôn. Nó cùi không thấy đường hốc cái này. Má. Cao quá. Cao quá. Rồi. Vô. Vô. Sao chú? Tao lụm nữa nè. Lụm nữa rồi cả nhà ơi. Lụm nó rồi, cười giấy giấy rồi. Vô. Vô cái tật giật cái tô nè. Vô. Có dính này vô à. Dính này nè. Mà bự nha. Hàng hàng to đó. Ủa, trùng đó rồi. Trùng đó rồi. À. Đó rồi, trùng cùng cùng. Trù. Má trùng này nhỏ quá vậy ta, chưa được hiểu chứ. Vô các bạn ơi, tiền về, tiền về. Thiền về. Đấy, thiền về nè, nó. Còn này được nha. Được anh Tư? Quá được luôn chứ làm gì còn nữa. Vụ nè. Chà bá luôn, ịt cái gì. Để con không được. Con nữa cũng được. Rồi đi mình đi qua anh giá cái coi. Giá rồi dính giá. Cái nào. Qua anh giá, anh giá dính rồi nè cả nhà. Con bự anh giá. Dính con nè. Chà bá luôn. Wow, ngon lành. Ồ, còn chạy nữa kìa kìa. Thấy em thấy rồi. Thấy con chuột nó còn chạy bên ngoài luôn rồi. Khả năng là ngồi chút rồi dính hoặc là sáng dính nữa. Ờ đúng rồi, nó bò qua đó đó. Bò qua chỗ này nè nha, chỗ này nè. Một em. Con ở ngoài. Chính còn ở ngoài chuẩn bị vô nè. Vô liền. Gài lại. Nè cả nhà. Con đi vòng ngoài ruộng vô. Dạ, bây giờ nó cắn dừa nè. Dạ. Nó cắn dừa nhóc bây giờ nè. Con đi vòng bên nắm gãy á. Tụi con tối đi thăm á cô. Chỗ này dính con còn ngồi ngoài chợ nè. Chú nhà hồi chiều kêu vô đặt nè. Đó, chú nhà kêu vô đặt nè, cây dừa kế bên chú kế bên sau nhà. Dính con ở ngoài chợ nè. Giờ đang ở trong nhà nói chuyện ra. tụi con đặt đợt này là đặt sau là bớt chuột rồi vét đợt nữa là hết trơn luôn á. Dạ. Mình nói chuyện với chủ nhà. Bữa nay hai con đặt chưa chúng mấy thằng đó. Dạ, bỏ đi mình, bữa đó con không có đi. Rồi bữa nay hai thằng đi. Mình nói chuyện với nhà. Vừa đồ cắn nhóc chứ, đó, đón trái đây kìa. Cũng nhóc. Làm tiếp. Lụm ở đây con nữa kìa nhà. Nè. Kéo móc lên trên đọt đây nè, có dính ngon lành canh đào. Quá đã, còn bệnh bệnh không anh Tư biết đi dính được bao nhiêu con rồi đó ha anh. Dạ anh Tư giờ đi tách ra đi vô cái khu vườn khác này cũng gần ở đây lụm xuống liền phơi à, chờ lên cái anh giá chờ cả nhà xem cái anh giá ngon lành đó anh giá chặt bá luôn cả nhà đũa vô. Dừa gám ngon lành trắng tươi gì đó. Là ăn liền. Thua câu này ta bày câu khác liền. Lụm. Đặt lại.
Dừa cao bởi vì khó đặt ha. Nhưng đặt thì vẫn được hết trơn à. Đâu có làm khó dễ mấy anh em mình được. Nó máng lên, để lên bẹ liền. À. Rồi, lý do kỹ thuật. Cái cò nhạy quá. Đó, về lại thôi, bình thường. Bẫy lên. Mình tốn thời gian thêm 2 phút nữa. Này, cho anh giá gài lại đi nha, mình đi thăm tiếp đây. Phải được cặp cặp lộ gì không là đã. Mấy cái dừa cặp cặp lộ gì mà đặt đã. Đây dính con nữa rồi. À, ở trên đây nè. Cao. Lụm. Có hàng. À. Muốn gớt bảy luôn đó. Đó. Lụm bự quá. Chà bá luôn đó nha. Con này 6 con hơn ký. Có hàng. Có hàng. Khủng quản chuột không? Khủng quản con chuột luôn đó. Ngon lành cành đào đó. Vô liền. 6 con nha. Anh Tư Lợi chắc dính nhiều à. Nha anh dạ. Nãy hàng 8 con hả? Nãy hàng 8 con hả? Anh Tư Lợi dính 8 con. Bữa nay chắc mình thua phê lại đó. Bữa nay chắc mình thua phê nữa đó các nhà ơi. Bữa hổm mình ăn được đậu cà phê rồi. Hôm nay chắc mình thua đậu cà phê quá. Gậy lại. Nó... Đấy, cây sào rút này mình rút được 6 mét. Rào rút này mình mấy anh em mình rút được 6 mét. Rồi mà mình 1m6 nữa mình dơ lên cái nữa. Mình dơ lên khoảng chừng 1m8 cái nữa. Là nó ra đâu 7 mét, 7 mét mấy. Đó, đặt cái dừa cao vậy đó. Nhà thấy không phải thấp đâu nha, cao. Mà được mấy cái dừa lùng lùng đặt đã anh ra. Nó dừa lùng lùng rồi đặt thoải mái luôn. Rút cái chừng hai đốt ra ra là máng lên rồi đặt dễ dàng. Tới đó lần hả? Dính nữa rồi nhờ. Kìa, nói cái bẫy cho chai nước rồi. Ngon lành khỉnh đào anh ơi. Đó, ngay chỗ chai nước luôn nha. Chai này nè, nó chai nước nằm dưới này nè. Móc ngược lại đó. Đã dính là ngon lên. Các bạn có chống sảy không? Không hả? Ủa. Yeah. Ngon nha, bự. Chưa hết màu. Vô lòng nằm nó đi cu. Cắn quá cắn này anh ơi. Chía. Còn cái 20 cái nữa là lụm thêm có chừng 7 con đi cũng được nữa nha. Không cần nhiều đâu. Hồi sáng anh giá với anh lại đi thăm thêm một mớ nữa là trúng mánh cành đào. Bữa nay có chăn nè. Bữa nay chăn nay cái này mình đi thăm 7 giờ rưỡi thì nãy vừa chưa lên 8 giờ. 8 giờ mới lên, chăn lên. Ôm cái dừa là cũng được. Ôm cái dừa luôn hả? Ôm cái dừa luôn nè. Ôm cái dừa luôn. Anh giá này dính được con nữa nè, hay chàng cho ông đèn mình gọi nè.
chà bá luôn rồi. Ồ, ngon lành cành đào rồi. Chống đèn trắng con giá xuống hàng liền, thụt xuống mau, thụt xuống mau. Bự á, ha, vô liền. Mình đứng bên bờ bên đây, mình không có lội qua. Anh giá này có con cái à, khỏi đi qua đâu. Kêu chét chét à, dính con chào bá rồi. Quá rồi cả nhà ơi, anh Tư mình chỗ này trúng rồi thấy hả ơi. 2, 4 mấy con rồi, 10 mấy con rồi. Ngon rồi, bữa nay anh Tư vô rồi đó, vô rồi. Cà phê có người lo chắc rồi, không lẽ mình thân Tư mình được thuê 5 con thôi khó à. Thôi bài này bữa nay mình đánh giá thù đồ cả nhà ơi, chiến thắng là anh Tư. Của mình được có 8 con hả? 8 con à, anh Tư 10 mấy con à, dẫn đầu rồi, dẫn đầu tỷ số rồi. Rồi giờ đi thăm tiếp nữa, còn 10 mấy cái 7 nữa. Dính con ở đây nè cả nhà, dính con ở đây nè. Anh giá nghe điện thoại nữa. Đó, xuống ngon lành cành đào, dính toàn ten vô còn gì bằng nữa. Chưa kịp ăn luôn, cái này mình thua anh Tư lại chắc cú luôn rồi, không kịp đuổi theo kịp rồi. Anh Tư lại 10 mấy con, mình mấy con này là giờ mới 2 cái thôi đây, mấy cái 5 cái rồi đó, nãy giờ vô ngoài đó vô mình 2 cái rồi thôi. Ừ, cái này cái thứ 2 được phải không? Ừ, của không đuổi kịp anh Tư lại, lại dính quá dính, mình dính được con này là 9 con, 9 con hay 10 con nhá? 9 con hả? 9 con. Ủa rồi mà sáng lại là dính nó mới nữa chứ, chuột dừa này không bao giờ là khách đâu. Sáng lại mình thì mình không có đi, mình được theo trải nghiệm cái tối mà. Cái sáng là dính dán dính một là tương đương hơn ngày chứ không bao giờ tương đương, dính nhiều luôn. Hồi chuột nó ăn cái sáng nó đói á, đi ăn tăng bởi vì dính. Cái cây cái bên dính luôn mà nãy giờ hai anh em mình không thấy. Đó, dính luôn rồi đó. Đó, cái ổ dừa đó, ổ dừa hết hồn cái ổ luôn á. Ổ dừa như cái sân thượng nó chả về anh ra anh chả. À, ở đây mình dính nha. Anh Tư thập cái bên Tư không dính đi chơi. Mình dính mình đính thình cho nhà. Ở đây mấy con nhái nó nhái bầu nó kêu quá kêu. Cháy mấy ruộng luôn không? Bự ha nghe. Sáng kiếm gấp đôi cái này là cũng được rồi. Ngon. Vô. Vậy. Nhà 1 kìa. Nhà 1 á. Anh Tư cái bên anh Tư chỗ này nè. Của anh Tư chứ anh Tư. Hồi ra không có ra nào, hồi sổ ra 5 con nữa đó nha. Anh Tư ưa giấu lắm nha ơi. Không hết thôi chứ đội đâu nữa má. Rồi lợi cây này cũng hơi cao giống như mấy cây nãy. Anh vô đây dính được nha Tân. Con một hả? Ôi đây nè. Dính con một nè. Làm dưỡng nhiều hơn không à? Làm dưỡng nhiều hơn không? Dính con một là nghe.
Nãy mình hỏi dính không, cái mình thôi mình đi qua dòng clip đây cả nhà, dính cái hai anh em mình đi dòng qua clip nữa, nhìn lên chất quớt. Anh từng chơi hai anh em mình, bắt hai anh em mình lội liêm một vòng nữa, một vòng clip nữa. Rồi tổng kết buổi tối anh giá được nhiêu? 10 con. 10 con. Gọi là lại. Tao hả? 16 hả? Tao 10 lẻ. 10 lẻ. Rồi học thiệt ở nhà. Đó, cái này. Nha, 10. Cái này cỡ là 2 kg vậy đó. Đó. Ngon là đây đó. Ngon không? Giờ mấy anh em mình chuẩn bị về sáng cho anh Tư sang bắt với anh Giang Giá đi thăm. Còn mình ở nhà ngủ. Người ta ăn là phải gì nào? Đó, giờ nhìn cái mặt ăn kia cả nhà. Mặt đó là ba con làm mà cái gì. Rồi, mình cũng xin kết thúc clip này cả nhà ơi. Tạm biệt bạn nha. Bye bye các bạn. Các bạn quay mặt cái mày mình thua cả nhà, thua mình buồn mình chạy về cả nhà. Mai mình chung đổ cà phê cho anh Tư.